À, chào con heo, ở đây thì con số dòng máy GT nào con. Đây GT đây. GT 155, GT 90. GT 80 có đề nào con. Đây có đề là đầy đủ nha. GT 80 nha. Đầy đủ rồi con. Số dòng GT. Quá đẹp luôn. Cái dòng GT hả con? Sản phẩm này bảo hành từ 1 năm đến 2 năm, trong vòng tháng đầu tiên đổi mới không sửa chữa rồi con. Bảo hành này có bảo hành 1 năm và 2 năm, bảo hành 6 tháng, bảo hành 3 tháng, tất cả là chỉ tiêu bảo hành. Bảo hành là cho dòng bất cứ sản phẩm này, cho dòng tháng đầu tiên lỗi là đổi mới hết, không sửa không gì hết. Tháng đầu tiên đổi mới toàn bộ rồi con. Dòng GT đây. Đây là T 24. Con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. T 165 có đề. Đầy đủ rồi con ơi, con mua nào có đó. Có đề có sạc luôn rồi con. Cái dòng GT. Đẹp. Con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Con số dòng GT không? Máy mới sạch sẽ nhà cửa rồi con ơi. Mới hư hai chục chặt ở mới tháng đầu thôi. Con số dòng GT nha, bà con gì chạy bơm nước, gấp phát điện, chạy demo, kéo ra nhân thể. Đây đây là cái phát điện cũng có nè, tôi cái phát điện kéo nhân thể, cái bơm nhân thể rồi đầy đủ nè. Đây, cái bơm nhân thể luôn, cái dòng GT. Con nào có nhu cầu luôn nè, 088 635 6707. Cái dòng GT mà con thích nào mua đó. Đi chưa?